Ngô Thái Y, tự nhiên ta bị đau bụng, vì sao vậy? Đường đường và từ lục phủ ngũ tạng bình thường, chắc là do ăn nhầm thức ăn không sạch sẽ. Ta không đưa không đi ngoài, chỉ sau khi dùng bữa trưa xong thì trong bụng thấy đau đau, không giống hiện tượng ăn nhầm thức gì đó. Hạ quan nhất thời không đoán ra được, hai người cố thuốc một kiện tỳ dị trước, hy vọng có thể thuyên giảm. Vậy được, bản cung sẽ uống thêm lần nữa. Nếu như trị không khỏi, ngươi đừng tới gặp bản cung nữa, lui xuống đi. Dạ đương đương. Để tôi tiễn ông. Được rồi. Đương đương, có câu này nô tỳ không biết có nên nói hay không. Người cứ nói đi. Mỗi lần tới bữa trưa là đương đương bị đau bụng, sau đó thì hoàn toàn không sao. Nô tỳ lúc ở quê từng nghe nói, có thể đây là, có thể là cái gì? Bị yểm bùa chú. Bị yểm bùa chú à? Vua Tử Nghi, cô xem, nhạc khúc này tôi đã thêm vào đàn tỳ bà. Họ đang luyện tập nó. Vì hai nhạc khúc này có chỗ tương đồng, cho nên trong đoạn này tôi, Vương Tử Nghi, đăng ti chính, có người bẩm báo Tiểu Xuân Hoa ở trong cung làm chuyện phi pháp. Tôi muốn dẫn cô ta về hỏi rõ đầu đuôi. Đăng ti chính trong chuyện này chắc là có hiểu lầm. Có phải hiểu lầm không thì đợi điều tra sẽ rõ thôi. Người đâu, giải Tiểu Xuân qua đi. Dạ. Phương Tượng Cung, cô cứ đi với Lăng Ti Chính một chuyến, tôi lập tức tìm Lý Thượng Cung xem cuối cùng xảy ra chuyện gì. Dẫn đi. Dạ. Lăng Ti Chính, mở cửa. Vào lục soát. Dạ. Lần thứ 9, Lý Thượng Cung, chuyện gì mà làm chuyện bèn lên vậy? Cũng không báo trước với ta một tiếng. Thuộc hạ cũng muốn báo với Lý Thượng Cung, nhưng hiện phi nương nương sợ người khác biết được, tiêu hủy chứng cứ, cho nên lệnh cho thuộc hạ lập tức phái người tới lục soát. Hiện phi nương nương lục soát cái gì? Hiện phi nương nương sợ người ta lén. Đang tỷ chính, các người mau qua đây xem. Chuyện này là sao? Tôi không biết. Tôi không biết thật mà. Cái này không phải là của tôi. Tiện tỳ to gan, dám ở trong cung giỡn với trò phù phép bùa chú. Xin Thái Hậu minh xét, tôi thì tuyệt đối không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo. Ngươi còn dám xảo điện, hại bản cung đau bụng mấy ngày nay. Đến cô Thái Y cũng không biết bệnh gì, thì ra là ngươi dùng phù phép. Đô tỳ, được rồi, được rồi. Ngươi ngồi xuống. Ai gia đang hỏi cung mà. Thái Hậu thứ tội, xin Thái Hậu đòi lại công bằng cho thần thiếp, nghiêm trừng con tiện nhân này. Ai gia đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Ngươi ngồi xuống đi. Sao Trân Hòa, Thiệu Xuân Quan, người nói là người bị quan, tại sao hình nhân đó tìm thấy ở chỗ ngươi? Đô tỳ thật sự không biết. Nhưng mà bình thường đô tỳ không có khóa cửa phòng, nếu như có người trước vào, muốn giáo quà cũng không phải là chuyện khó. Thái Hậu, thứ cho thuộc hạ chen lời, nói: Xuân Hoa từ lúc vào cung, đối nhân khiêm tốn lương thiện, thuộc hạ cũng tin cô ta vô tội.
Xin Thái Hậu đừng chỉ dựa vào một hình dung đã định tội Xuân Qua. Thái Hậu, thuộc hạ cũng xin bảo đảm Xuân Qua đã bị người khác hãm hại. Lý Thượng Cung, Phương Thượng Kỳ có câu tri nhân tri diện bất tri tâm, các ngươi cũng đừng nói chắc như vậy. Quý phi đương đương, Ân Qua vô tội thật mà. Hiền phi, ngươi có chắc rằng bác tự sinh thần trên hình nhân là của ngươi không? Đúng vậy. Trong cung này ai biết được bác tự sinh thần của ngươi? Ngoài Ứng Thiên Giám có ghi sổ ra, trong cung chỉ có Xuân Qua biết. Xuân Qua làm sao biết được bác tự sinh thần của ngươi? Xuân Qua chỉ thần thiết, giống là đồng hương, lại từng là hảo hữu, nên đã nói sinh thần cho cổ biết. Xuân Qua, có chuyện này thật không? Đúng là có chuyện này. Phương Thượng Nghi, Xuân Qua ở phòng nhà công các người bao năm nay, chắc người biết bút tích cô ta chứ? Thuộc hạ có thể nhận ra. Lấy ra cho Phương Thượng Nghi nhìn thử. Có phải bút tích cô ta không? Sao rồi Phương Thượng Nghi, có phải Xuân Qua giết không? Hồi Thái Hậu có vài phần giống. Vài phần giống sao? Thái Hậu, có phải bút tích Thiệu Qua chỉ cần tìm được bút tích thường ngày của cô ta rồi đem so sánh, vậy là không đổ quan cho người tốt? Thế là tốt mà. Có lý đấy. Người đâu? Đem sổ sách thường ngày Thiệu Xuân Qua ghi chép tới đây để đối chiếu. Dạ, Thái Hậu. Thần thiếp tham kiến Thái Hậu. Bách phi bình thân. Chẳng lẽ ngươi tới để xin cho Xuân Qua à? Hồi Thái Hậu, Xuân Qua với thần thiếp từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong cung. Thần thiếp biết rõ con người của Xuân Qua, quế tuyệt đối không làm chuyện yểm mưu người khác như vậy đâu. Huống chi là Hiền phi. Bạch phi, cô với Xuân Qua là hảo tỉ muội, người nhiều nói tốt cho cô ta rồi. Hiền phi, Xuân Qua trước giờ xem cô là tỉ muội, cô tuyệt đối không làm hại cô. Cho dù là gần đây cô có hiểu lầm với cổ, cô cũng chưa bao giờ quán trách cô. Xin Hiền phi đừng tin làm những lời ác ý. Chưa bao giờ quán trách. Sao cô biết là tôi với cô ta có hiềm khích? Cả hai người có phải thường nói với các vị tần khác không? Tôi, Thái Hậu, Thiệu Xuân Qua với Hiền phi điều gì khác biệt? Cô ta không thể hạ thủ Hiền phi. Nhưng mà Thiệu Xuân Qua nghi ngờ không biết người khiến Bách Phi sinh non có phải là Hiền phi không, nên mới làm chuyện này trả thù cho Bách Phi. Quý phi đương đương nói vậy là sao? Bách Phi sinh non thì liên quan gì đến tôi chứ? Bản cung chỉ đưa ra giả thuyết mà thôi, cũng không thể nói đó không phải là lý do. Thái Hậu, sổ ghi chép của Thiệu Trường Nhạc đã đem tới, xin Thái Hậu đối chiếu. Dâng lên. Dạ. Đưa Phương Thượng Nghi xem. Bút tích quả thật xuất phát từ một người giết. Tiện tỳ, người còn có gì giải thích không? Thái Hậu, tiện tỳ bị quan thật mà. Thái Hậu, việc này cứ giao cho thần thiếp giải quyết. Thần thiếp muốn xem thử trong chuyện này có động mưu hay không. Hiền phi bị yểm mùa chúa vì lý do gì? Thần thiếp sẽ thay Thái Hậu điều tra cho rõ. Cũng được. Lăng Ti Chính, dẫn Thiệu Xuân Qua ra ngoài, nhốt vào nhà lao Ti Chính, đợi sau khi điều tra rõ ràng xem xử lý. Dạ. Thái Hậu, người đâu dẫn đi? Dạ.